Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Khủng Bố Sống Lại nhé. Và hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Khủng Bố Sống Lại qua tập số 335, để xem đám người dương gian vượt qua những cái thử thách ở trong bưu điện quỷ sẽ như thế nào ở cái ngày đưa tang này. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Ở tập trước thì chúng ta thấy là Chu Đăng đã nguyện hy sinh để dẫn dắt cái bà lão này một đoạn thời gian. Tuy nhiên thì ngay sau đó, ngay khi Chu Đăng đã hy sinh và rất ít thời gian thì bà lão đã xuất hiện lại. Để xem dương gian sẽ tìm cách gì có thể thoát khỏi cái tình huống này. Vì sao? Vì sao lại như vậy chứ? Theo lý mà nói, độ khó nhiệm vụ đưa thư lần này không thể nào đạt đến trình độ này mới đúng chứ. Liễu Thành Thành bắt đầu có chút hoài nghi. Thực tế, cô ta đã tham gia khá nhiều lần đưa thư. Cho dù lần trước gặp phải chuyện linh dị khủng bố như phòng 301 thì cũng đều có khả năng thành công. Mà lần này, kể từ ngày đầu tiên nhập liệu cho đến giờ, độ khó khăn của nó đã cực kỳ đáng sợ. Hiện tại là ngày thứ 6, thế mà xuất hiện một bà lão như này. Đây đơn giản là muốn làm cho toàn bộ người đưa thư phải tuyệt vọng mà. Mà thực tế cũng là như vậy. Người đưa thư lần lượt chết đi. Ở trong nhiệm vụ lần này, người đưa thư tầng 4 không hề có lực chống trả. Đây là nhờ sự dẫn dắt của Dương Gian nên mới phát triển theo một kết quả tốt nhất. Nếu không có Dương Gian mà nói, chỉ sợ ngày đầu tiên bọn họ đã chết sạch rồi. Liễu Thành Thành có chút phát điên. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: nhất định là do bưu điện quỷ xảy ra vấn đề. Nhiệm vụ đưa thư lần này chính là một nhiệm vụ hẳn là phải chết. Bưu điện quỷ muốn giết chết toàn bộ người đưa thư tầng 4. Cái này cùng với việc bưu điện quỷ tầng 4 bị lệ quỷ xâm lấn có liên quan rất lớn. Sắc mặt Dương Gian âm trầm nói: cái này không phải do bưu điện quỷ xảy ra vấn đề, mà là thành viên trong đội của chúng ta có vấn đề. Hắn nghi ngờ cô gái thời kỳ dân quốc kia xuất hiện đã khiến cho độ khó của nhiệm vụ đưa thư lần này gia tăng. Vì cái gì mà bà lão kia đã xuống xe nhưng lại biến mất cho đến giờ mới xuất hiện? Bởi vì Liễu Thanh Thanh xuất hiện là do cô ta còn sống, đồng thời tham gia nhiệm vụ đưa thư lần này. Tuy nhiên hiện tại nói về chuyện này cũng không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Lý Dương lập tức nhìn qua: đội trưởng, nên làm sao bây giờ? Nếu đối kháng trực diện mà nói, chúng ta không hề có cơ hội thắng. Chỉ có thể như vừa rồi, chủ động hấp dẫn lệ quỷ rời đi, tranh thủ thời gian chôn các quan tài, có thể dùng thi thể của Ưng Ca để chữa trị cho tôi. Sau khi khôi phục hành động, tôi sẽ mang đi một lệ quỷ. Lúc này hắn ta cũng bắt đầu lựa chọn hy sinh. Nhưng mà kế hoạch lần này có sự phối hợp của Liễu Thanh Thanh. Cô ta nhất định phải dẫn một con lệ quỷ. Chỉ có như vậy đội trưởng, anh mới có thể sống. Sau đó một mình hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, leo lên tầng thứ 5 của bưu điện quỷ. Liễu Thanh Thanh lập tức nói: tại sao người sống sót là hắn mà không phải tôi? Lý Dương lập tức quát: câm mồm đi. Cô là cái thá gì chứ? Chỉ là một nhân vật còn con. Có sống hay chết đều chỉ là dâu riêng. Còn đội trưởng, anh ấy không thể chết ở chỗ này. Một mình anh ấy có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của cục diện bên ngoài. Còn cô làm được cái gì chứ? Còn sống. Ở thế giới bên ngoài kia cũng chỉ là tăng thêm một người dân mà thôi. Cô sẽ trở thành người phụ trách sao? Cô sẽ đi xử lý được chuyện linh dị à? Cô ngay cả bưu điện quỷ cũng không thể xử lý. Không chừng chỉ là một vị ngự quỷ nhân cũng có được. Không có cũng chả sao. Liễu Thành Thành tỏ ra cực kỳ tức giận. Cậu nói cái gì? Mạng quán là mạng, thế mạng của Liễu Thanh Thanh tôi không phải là mạng sao? Nếu cậu cảm thấy tôi là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vậy sao mọi người dứt khoát đứng ở đây chết sạch là xong? Dù sao tôi không có nợ nần gì ai, không cần thiết phải dùng mạng đi mà giúp hắn. Lý Dương nhìn chằm chằm cô ta với ánh mắt đầy sát khí. Đội trưởng nói đúng, cô chính là nhân tố không ổn định, hẳn nên xử lý cô trước tiên. Xem ra trước đó tâm tính của tôi chưa đủ cứng rắn, nếu không hẳn sẽ tôi tự mình ra tay giết chết cô. Đúng lúc này Dương Gian đột nhiên nói:
không cần thiết phải cãi nhau. Hiện tại chỉ còn một phương án chính là phóng thích nguyên rùa hộp âm nhạc, sau đó phối hợp với xúc sắc quỷ, có lẽ sẽ ngăn cản được một con lệ quỷ. Nếu sử dụng thêm bóng bay đỏ đậm thì sao? Không, phương pháp này không được. Dương Tiểu Hoa vừa xuất hiện sẽ bị lệ quỷ xóa bỏ ngay. Cô ta xông lên chỉ khiến cho lệ quỷ thêm quân số. Đến lúc đó dù bóng bay đỏ đậm có thành công đưa đi một con lệ quỷ thì cũng không có tác dụng gì. Lý Dương cũng đang nhanh chóng suy nghĩ. Trên trán hắn ta đổ đầy mồ hôi. Bởi vì trong thời gian lưu lại cho bọn họ không có nhiều. Quỷ chắn ngang hai đầu, bọn họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khoảng cách càng ngày càng gần, Dương Tiểu Hoa cũng cảm thấy cả người lạnh lẽo. Tay cô ta trở nên trắng bệch, nắm chặt bóng bay đỏ đậm ở trong tay. Nhưng bản thân cô ta cũng hiểu, chỉ sợ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Liễu Thành Thành không đồng ý làm mồi nhử. Phương pháp của Lý Dương liền không cách nào có thể thực hiện. Mà đối với con lệ quỷ này, toàn bộ phương pháp đều là vô dụng. Lý Dương lại nói, nếu hiện tại mà có một cây quỷ nến màu trắng thì tốt, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội. Dương Gian trầm mặc một lúc, sau đó buông quan tài xuống rồi nói, dù mang theo quỷ nến màu trắng đến thì có tác dụng gì? Ở chỗ này nhiều lệ quỷ như vậy, ai dám đốt lên nó? Nếu thắp quỷ nến ở chỗ này mà nói, sau đó chúng ta không phải là chỉ đối kháng với hai bà lão kia, mà còn nhận lấy tập kích của một đám lệ quỷ nữa. Lý Dương nói, cũng đúng. Thật sự không còn cách nào sao? Dương Gian không trả lời. Hắn đang tự hỏi. Nhưng quỷ lại không cho bọn họ thời gian để suy nghĩ. Mặc dù lệ quỷ cái hành động không nhanh, nhưng mà nó đang không ngừng tiến gần. Ở gần đó Liễu Thanh Thanh lần nữa bị phai màu. Trước khi đó ra, là người bình thường, Dương Tiểu Hoa cũng đã bị ảnh hưởng. Thân thể cô ta đang trở nên mơ hồ, dần biến mất. Cô ta đang bị xóa bỏ. Thậm chí quả bóng bay màu đỏ đậm trong tay cũng đang phai màu. Sau khi hóa thành lệ quỷ, bà lão âm u đầy tử khí kia càng trở nên đáng sợ. Dưới sự quấy nhiễu của lệ quỷ, bất kể là bộ sơn xám màu đỏ ở trên người Liễu Thanh Thanh hay là bóng bay màu đỏ đậm trong tay của Dương Tiểu Hoa, tất cả đều dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được để phai màu. Điều này chứng tỏ vật phẩm linh dị đã bị áp chế. Tuy nhiên bóng bay màu đỏ đậm vẫn không thể nào bị xóa bỏ. Nó vẫn phải tồn tại, chỉ là tạm thời mất đi một loại lực lượng linh dị nào đó. Sau khi bị phai màu, vốn nó đang trôi nổi giữa không trung, đột nhiên hạ xuống. Cuối cùng là rơi trên mặt đất, không cách nào có thể tiếp tục bay lên. Nhưng hiện tại không phải lúc quan tâm đến điều này. Hai con lệ quỷ trước và sau đều đang đến gần. Đám người gặp phải tập kích khó có thể tưởng tượng. Dương Gian. Dương Tiểu Hoa mở to hai mắt, nhìn về phía Dương Gian. Cô ta chỉ hô lên tên của hắn, không hề nói thêm gì nữa. Bởi vì hiện tại cô ta đã biến mất. Cái loại biến mất này giống như là một loại ban ơn. Bởi vì cô ta không hề cảm thấy thống khổ, đau đớn. Từ đầu đến cuối thân thể chỉ hơi nhạt dần, sau đó bị xóa khỏi thế gian. Đồng thời trước mắt của cô ta, thân ảnh con lệ quỷ thứ ba xuất hiện. Vẫn là bà lão âm mưu đầy tử khí. Thân thể cô ta chỉ là thân thể của một người bình thường, cho nên bị xóa bỏ rất nhanh. Nếu là ngự quỷ nhân mà nói, có thể dựa vào lệ quỷ ở bên trong thân thể để kháng cự thêm một hồi, làm chậm tốc độ xóa bỏ. Từ đầu đến cuối chỉ chừng 10 giây, thân thể Dương Tiểu Hoa liền trở nên mơ hồ, không rõ hình dạng. Vài giây tiếp sau đó, có chút hình dạng cuối cùng cũng đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, hoàn toàn bị lực lượng linh dị của lệ quỷ xóa bỏ. Còn lệ quỷ thứ ba trống rỗng xuất hiện, thay thế cho sự tồn tại của Dương Tiểu Hoa, thành công xâm lấn đến hiện thực. Ở chỗ vừa rồi của Dương Tiểu Hoa, một bóng bay đã đến biến mất, đã mất đi màu sắc nằm yên, không một chút động tĩnh. Xong đời, quá muộn. Dương Tiểu Hoa biến mất, thân thể Lý Dương lập tức bị rơi xuống đất. Đồng thời thân thể quán ta cũng nhạt dần, mà tốc độ bị xóa bỏ lại trở nên nhanh hơn. Bởi vì bên cạnh có thêm một con lệ quỷ. Sự ảnh hưởng của lực lượng linh dị đang tăng mạnh, mức độ kinh khủng cũng gia tăng. Lý Dương nhìn về phía Dương Gian sau đó nói, đội trưởng, xé thư đi. Tôi tin tưởng với năng lực của anh hoàn toàn có thể kháng trụ nguyên rùa do đưa thứ thất bại.
đồng thời cũng có thể tránh né tập kích của quỷ mà rời khỏi đây. Anh không cần thiết phải tiếp tục tiêu hao ở chỗ này. Hắn ta biết Dương Gian hoàn toàn có năng lực có thể rời khỏi chỗ này. Chỉ cần hắn ta muốn, số lượng lệ quỷ có thể giết được Dương Gian là cực kỳ ít. Mặc dù con lệ quỷ trước mắt rất đáng sợ, nhưng mà chắc chắn chưa đủ để xóa bỏ hắn. Nếu có thể mà nói, lần trước con lệ quỷ này đã tập kích thành công. Dương Gian nhìn về phía Dương Tiểu Hoa biến mất, sau đó lại nhìn Lý Dương. Cậu nói đúng, đã quá muộn. Số lượng lệ quỷ lúc này là 3 con. Nhiệm vụ đưa thư xem như thất bại. Lúc này dù tôi có xé bỏ thư thì cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Quỷ mà chúng ta đang phải đối mặt cũng là cùng với nhiệm vụ đưa thư, không hề có liên quan gì tới nhau. Cho nên xé hay là không xé thư thì kết quả đều giống như nhau không? Lý Dương lại nói tiếp, trong giọng nói của anh ta có chút không cam lòng. Nếu Liễu Thành Thành chịu hy sinh mà nói, tình huống sẽ không trở nên bết bát như hiện tại. Đều là chết, vì sao lại không lựa chọn một cái chết cho hợp lý, có lợi ích? Nếu Liễu Thành Thành chịu phối hợp hành động mà nói, Dương Gian và Dương Tiểu Hoa hoàn toàn có thể tiếp tục sống sót. Khả năng cao nhiệm vụ đưa thư lần này cũng có thể thành công. Mặc dù cái giá phải trả là rất nhiều người chết, nhưng mà ít ra những sự hy sinh đó đều là đáng giá. Nhưng mà hiện tại, tuy nhiên hiện tại tất cả mọi thứ đều không có ý nghĩa gì nữa. 3 con lệ quỷ xuất hiện, những người còn lại không cách nào có thể ứng phó nổi. Thân thể Lý Dương đang mờ dần, hắn ta cũng chỉ nhìn thấy thân thể Liễu Thanh Thanh biến mất. Chỉ là Liễu Thanh Thanh biến mất không phải toàn bộ thân thể, mà là một ít bộ phận, gồm 2 tay cùng với khuôn mặt. Phần lớn thân thể cô ta vẫn còn tồn tại như cũ. Lúc này Lý Dương đã có thể thấy rõ, phía dưới chiếc sần xám kia căn bản không phải là một cơ thể sống của con người, mà là một bức tượng gỗ. Bức tượng gỗ kia không có cánh tay, không có mặt. Cho nên sau khi xóa bỏ một phần thân thể của Liễu Thanh Thanh, con quỷ kia cũng không có hoàn toàn xâm lấn đến thực tế. Chỉ là ở bên cạnh lưu lại khuôn mặt quỷ dị của một bà lão phiêu phù giữa không trung, cùng với thân thể mơ hồ không rõ. Tương tự, sau khi xóa bỏ Lý Dương, lệ quỷ cũng không hiện ra hoàn chỉnh. Nó không có 2 chân cùng 1 tay, chỉ có nửa người trên trôi nổi giữa không trung. Bộ dạng này khá giống với một bộ dáng tàn tật của Lý Dương. Đội trưởng, đi đi, anh không cần phải lưu lại ở chỗ này. Cuối cùng Lý Dương hô to một tiếng, sau đó ném cho Dương ra một chiếc tay nắm cửa cũ kỹ bằng gỗ. Đó là đồ vật quan trọng để mở ra quỷ môn. Thông qua chiếc chốt cửa này, bất cứ một ai cũng đều có thể mở ra một cánh cửa không tồn tại, trực tiếp rời khỏi đây. Sau khi làm xong việc cuối cùng này, Lý Dương hoàn toàn biến mất. Thi thể không còn sót lại một chút gì, chỉ lưu lại một số vật phẩm quỷ dị. Tương tự, Liễu Thành Thành cũng đã đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Mặt và 2 tay của cô ta không thấy, chỉ còn lại một chiếc sơn xám mặc trên thân thể, mặc trên thân của tượng gỗ, cùng với đôi giày cao gót ở phía dưới chân. Đến tận cuối cùng, cô ta cũng không hé miệng nói nửa lời. Không biết liệu cô ta có hối hận vì không đáp ứng phương án của Lý Dương, để cho bản thân chết một cách có giá trị hay không nữa. Nhưng mà lúc này, những cái đó đã không còn quan trọng nữa. Ở chỗ này chỉ còn lại một mình Dương Gian. Tay hắn cầm chặt cây trường thương nứt nẻ, đứng trên con đường đất. Ở bên cạnh chỉ còn lại một cỗ quan tài màu đỏ đậm làm bạn. Tất cả mọi người đều chết. Kể từ ngày đầu tiên tiến vào cổ trạch cho tới giờ, hắn đã cố gắng rất lâu. Mặc dù liên tục có người phải chết, nhưng mà ít ra cũng còn người sống. Nhìn thấy hy vọng có thể sống sót ở chỗ này, hiện tại tia hy vọng này đã bị dập tắt rồi. Toàn bộ ngự quỷ nhân tiến vào cổ trạch, bao gồm cả người đưa thư tầng 4, ngoại trừ Dương Gian ra, thì tất cả đã bị đoàn diệt khi vào ngày thứ 6 đến. Người đã chết, nhưng quỷ thì vẫn còn. Số lượng lệ quỷ ở đây đã đạt đến một con số cực kỳ kinh người. Sau khi xóa bỏ Chu Đăng, Dương Tiểu Hoa, Lý Dương, Liễu Thành Thành, bên trên con đường rất nhỏ, số lượng lệ quỷ đã là 5 con. Mặc dù Lý Dương và Liễu Thành Thành biến mất không có đủ khiến cho hai bà lão hoàn toàn xâm lấn đến hiện thực, thế nhưng trước mặt cái đó không có quá quan trọng nữa.
mức độ kinh khủng của quỷ đã vượt xa cực hạn của Dương Gian có thể đối phó. Cho nên dù thiếu một con hay là nhiều thêm một con cũng không có quá nhiều khác biệt. Chứng kiến tất cả mọi người đều biến mất, Dương Gian lộ ra vẻ trầm mặc, tay cầm chặt cây trường thương màu vàng kim, đứng yên bất động. Nhưng mà giờ phút này, trong lòng hắn lại luôn cuộn trào mãnh liệt, đối mặt với chốt cửa gỗ rơi xuống mặt đất. Nhưng hắn căn bản không hề muốn đi qua nhặt lấy. Bởi vì hắn ta biết rõ, một khi nhặt nó lên, cũng có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Đưa thư thất bại, không nên đổi tầng 5 của bưu điện quỷ, mà những người đã chết đi kia cũng không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Không thể đi, mình còn chưa thua. Mình có thể nghịch chuyển mọi thứ, chỉ cần mình mở ra quỷ vật tầng thứ 8 là có thể khởi động lại cả khu vực, giống như đồng hồ quả lắc ở thành phố Đại Đông vậy, có thể để những người đã chết lần nữa xuất hiện. Dù sao lúc này cũng cách thời điểm bọn họ chết là rất ngắn, còn có khả năng cứu kéo trở về. Nhưng mà chỉ mở ra quỷ vực tầng 8 là không đủ. Cho dù mình có khởi động lại thành công, lệ quỷ vẫn còn tồn tại, khi đó bi kịch cũng vẫn tiếp tục xảy ra, đồng thời trình diễn lại một lần nữa. Khởi động lại cả khu vực chỉ là điều kiện cơ bản, mà cái quan trọng nhất là xử lý con lệ quỷ trước mặt đây. Hai mắt Dương Gian phát ra ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Tại thời khắc này, mắt quỷ giống như đang khôi phục. Phía sau lưng hắn, bóng dáng màu đen cao lớn của quỷ dị khẽ lắc lư, lộ ra vẻ nôn nóng cùng bất an. Giờ khắc này hắn đã hiểu, với tình huống trước mắt không phải chỉ một lần khởi động lại là có thể giải quyết. Nếu có thể mà nói, hiện tại đã khởi động lại rồi, căn bản sẽ không để ý đến việc liệu sau khi mở ra quỷ vực tầng thứ 8, bản thân có khiến cho mắt quỷ khôi phục hay không. Điều thực sự đang làm khó Dương Gian ở đây chính là sau khi khởi động lại, hắn cần làm gì để đối phó con lệ quỷ trước mặt. Cũng giống như là Liễu Bạch Mục ở trong tòa cổ trạch tại thành phố Đại Đông vậy, bị hắn giết một lần, sau khi khởi động lại vẫn bị hắn giết thêm một lần nữa. Mặc dù quá trình có hơi khác biệt một chút, nhưng mà kết quả hoàn toàn là giống nhau. Cho nên nếu Dương Gian muốn nghịch chuyển kết quả mà nói, hắn cần phải tìm ra phương pháp xử lý con lệ quỷ. Nếu không, dù hắn có khởi động lại thêm bao nhiêu lần thì kết quả cũng là giống nhau, đều không có ý nghĩa gì cả. Quỷ còn đang tiếp cận. Thân thể Dương Gian đang bị lực lượng linh dị ảnh hưởng, thân thể hắn nhanh chóng trở nên mơ hồ, cũng sắp sửa biến mất. Giống như tất cả người quán ta chuẩn bị giống như là những người khác bị xóa bỏ hoàn toàn. Đồng thời bóng dáng một bà lão quỷ dị lại dần dần hiện ra ở trước mặt. Dầm một tiếng, nhưng mà đúng lúc này, cỗ quan tài đỏ đậm đột nhiên truyền đến tiếng va đập. Lần này tiếng va đập rất lớn, khiến cho quan tài lay động, cứ như bên trong đang có thứ gì đó thức tỉnh vậy. Giờ khắc này thân thể của Dương Gian mơ hồ nhìn ngược về phía quan tài màu đỏ. Hai con mắt màu đỏ hòn không thể bị ảnh hưởng, vẫn tồn tại chân thực rõ ràng. Quỷ không thể nào xóa bỏ mắt quỷ, thứ biến mất chỉ là phần thân thể của người sống. Mình đã có cách. Thân thể Dương Gian lập tức lóe lên màu sáng đỏ, trực tiếp khởi động lại bản thân, khôi phục lại thân thể. Nhưng mà loại khôi phục này chỉ là tạm thời, chỉ có tác dụng trì hoãn thời gian bị xóa bỏ mà thôi. Tuy nhiên chút thời gian đó đối với hắn mà nói đã đủ. Lúc này hắn trực tiếp túm lên nắm quan tài, sau đó mở ra. Nếu lão đã chết, vậy liền cho tôi mượn dùng thân thể một lát. Quỷ của thời kỳ dân quốc nên để nhân vật của thời kỳ dân quốc đi đối phó. Sau lưng Dương Gian, quỷ ảnh đứng lên, thoát khỏi chỗ thân thể này, chậm rãi hướng về phía quan tài màu đỏ. Bên trong quan tài màu đỏ, một cỗ thi thể mọc đầy thi ban, mặt mũi nhăn nhèo đang nằm yên tại chỗ, không có nhúc nhích. Ở trên mặt lão còn mang theo vẻ an tường đầy quỷ dị nữa. Giờ phút này Dương Gian chủ động mở nắp quan tài. Hắn nhìn thấy thi thể của ông lão nằm trên trong quan tài. Thi thể vẫn giống như trước đó, không biến hóa. Bộ dáng sau khi chết của ông lão vẫn cực kỳ an tường. Lão ta đang nằm yên, không hề nhúc nhích, cứ như những động tĩnh xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Nhưng mặc kệ trước đó trong quan tài đã phát sinh biến hóa dị thường gì,
hiện tại bày ra trước mặt Dương Gian cũng chỉ vẫn còn lại một con đường để chọn. Giờ phút này, quỷ ảnh đã hiện ra. Phía trên mặt bóng người cao lớn, màu đen kia, xuất hiện một khuôn mặt đỏ tươi, cứ như được vẽ bằng máu. Gương mặt này giống như là được đúc ra với bộ dáng Dương Gian, giống như đúc. Đây là dấu vết do tờ báo nhuốm máu lưu lại. Lúc này nó đã trở thành một phần ghép hình của quỷ ảnh. Cho nên hiện tại, quỷ ảnh đã sở hữu được năng lực sửa đổi trí nhớ của người khác. Theo quỷ ảnh rời đi, thân thể Dương Gian cũng mất đi trí giác, sau đó ngã vật xuống đất như một cỗ thi thể. Dương Gian bỏ qua thân thể, mang theo mắt quỷ rời đi, chỉ để lại bàn tay quỷ cùng nguyền rủa hợp âm nhạc trên thân thể. Trên bóng dáng màu đen, từng có mắt đỏ quỷ dị mở ra. Dương Gian có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Lúc này chính là quỷ ảnh, có thể bỏ qua thân thể vẫn còn sống sót. Đây chính là ỷ lại lớn nhất của hắn ta sau khi trở thành dị loại. Dưới loại tình huống này, lệ quỷ xung quanh cũng không có cách nào xóa bỏ hắn. Thế nhưng như này vẫn còn chưa đủ. Năng lực quỷ ảnh không đủ để đối kháng với bà lão khủng bố kia. Nó còn thiếu rất nhiều. Cho nên muốn thắng bà lão này, hắn cần nắm giữ lực lượng linh dị mới. Mà xung quanh đây, người duy nhất có tư cách này, hoặc nói người duy nhất có thể cùng bà lão trước mặt chống lại, chỉ có ông lão đã chết đang nằm ở trong quan tài kia. Quỷ ảnh không chút do dự chui vào trong quan tài, sau đó giống như là hòa tan, nhanh chóng biến mất. Không, không phải biến mất, mà chính là nó đang nhanh chóng chui vào trong thi thể của ông lão kia. Dương Gian không sáng xác định liệu quỷ ảnh có thể khống chế được cỗ thi thể này hay không, nhưng mà hiện tại đã không còn phương pháp nào khác, chỉ còn duy nhất là con đường này. Cho nên bất kể thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Ở trong chuyện linh dị, nào có cái gọi là thành công 100%. Tất cả những bí ẩn, những thứ không biết đều cần phải liều mạng đi thử qua mới có thể tìm hiểu được. Hắn trực tiếp bỏ qua thân thể, chui vào khống chế cỗ thi thể vừa khủng bố vừa quỷ dị. Loại chuyện như vậy không thể nói là không mạo hiểm, bởi vì ông lão bên trong quan tài có 89/10 là ngự quỷ nhân từ thời kỳ dân quốc sống đến tận bây giờ. Mặc dù hiện tại lão ta đã chết, nhưng mà ai biết được bên trong thân thể của lão đang có thứ gì đáng sợ, đang sống nhờ hay không. Không cẩn thận mà nói, một khi quỷ ảnh của Dương Gian chui vào, gặp phải áp chế, lúc đó đừng nói là muốn khống chế thân thể ông lão kia, nói không chừng hắn cũng sẽ biến thành một phần ghép hình, hoàn toàn chết ở chỗ này. Cho nên đây là Dương Gian đang đánh cược, đánh cược bằng tính mạng của hắn. Hắn biết rõ bản thân không thể nào dựa vào quỷ ảnh mà có thể thành công khống chế lệ quỷ đã khôi phục của một ngự quỷ nhân thời kỳ dân quốc được. Nhưng mà tình hình trước mắt lại có chút không giống. Đầu tiên, cỗ quan tài màu đỏ đậm kia nhất định là có tác dụng áp chế. Thứ hai, đó chính là ông lão này chết còn chưa quá 7 ngày. Hôm nay chỉ mới là ngày thứ 6, ngày đưa tang. Cho nên lệ quỷ trong thi thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục triệt để. Nếu đã như vậy, đây chính là cơ hội để cho Dương Gian có thể khống chế. Hắn không cần phải khống chế thi thể thật lâu, chỉ cần khống chế nó chừng 10 phút đồng hồ là được. Thậm chí chỉ cần chừng 5 phút đồng hồ, chọn tầm 3 phút có lẽ đã đủ. Hắn chỉ cần mấy phút thời gian quý giá này thôi. Như vậy Dương Gian hoàn toàn có thể sáng tạo ra kỳ tích, nghịch chuyển tình thế vừa rồi. Rất nhanh, quỷ ảnh nhanh chóng biến mất. Toàn bộ bóng dáng màu đen đều đã xâm nhập vào trong thi thể của ông lão bên trong quan tài. Giờ phút này mọi thứ cứ như là rơi vào trong tĩnh lặng, xung quanh tất cả đều an tĩnh. Thi thể Dương Gian nằm bên cạnh, không có động tĩnh. Dường như lệ quỷ không thèm để ý đến thi thể quán, cũng chưa từng xuất hiện tình huống biến mất hay là bị xóa bỏ. Cái này khá là quỷ dị, giống như thi thể không thể nào phát động quy luật giết người của con lệ quỷ kia. Bởi vì từ đầu đến giờ, thi thể của Ưng Ca vẫn nằm gần đó, cũng không bị lệ quỷ để mắt tới. Mấy con quỷ ở xung quanh cũng vì thế mà ngưng hành động. Mấy bà lão đứng yên tại chỗ, cứ thế vây quanh cỗ quan tài màu đỏ. Quỷ không hề rời đi, cũng không dừng lại, tiến thêm một bước. Mọi thứ giống như là bị tạm dừng vậy. Không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thi thể bên cạnh quan tài sẽ là nhân chứng cuối cùng cho chuyện linh dị này. Nói cho những người đến sau biết được, chỗ này đã từng có một đám người bị đoàn diệt. Còn cụ thể chuyện này ra sao, có lẽ không còn ai biết tới. Theo thời gian trôi qua từng phút,
khoảng 30 giây. 1 phút, 2 phút, chừng 3 phút sau, bên trong quan tài màu đỏ đột nhiên xuất hiện động tĩnh. Đó là âm thanh của một chiếc đài phát thanh. Trước đó chiếc đài phát thanh này đã từng nằm ở bên trong cổ trạch, nhưng trong ngày phúng viếng, nó đã bị Dương Gian ném vào trong quan tài màu đỏ. Đây là vì hắn muốn được lượng mượn lực lượng linh dị quan tài áp chế đài phát thanh. Nhưng hiện tại, không biết vì cái gì, đài phát thanh quỷ dị kia lại phát ra âm thanh. Tiếng xa xa vang lên mấy lần, sau đó nhanh chóng biến mất. Đài phát thanh quỷ dị đã bắt được tín hiệu. Có ai không? Có ai không? Tôi đã trở về rồi đây. Một giọng nói truyền ra từ trong đài phát thanh. Nhưng mà còn chưa nói xong câu kia, giọng nói đã đột nhiên thay đổi. Âm thanh lập tức trở nên lạ lẫm, bén nhọn, chói tai, còn kèm theo một cỗ hoảng sợ nói không nên lời, giống như bị kinh sợ vậy. Tôi nên rời đi, hắn còn chưa chết. Tín hiệu đài phát thanh đã bị chặt đứt, phía sau chỉ còn lại tiếng xa xa, mà rất nhanh sau đó tiếng xa xa này cũng biến mất. Đài phát thanh quỷ dị lại lần nữa trở thành một món đồ bình thường, yên tĩnh, không lộ ra một chút quỷ dị nào. Mà ngay sau khi đài phát thanh im bặt, thi thể ông lão nằm trên quan tài đột ngột mở to hai mắt. Cả mắt này giống như là bị sung huyết, đỏ au, thậm chí tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Giờ khắc này, ông lão đã chết gần 6 ngày, lại lấy một phương thức không thể tưởng để thức tỉnh. Tại thời khắc ông lão này tỉnh lại, mấy bà lão quỷ dị đứng xung quanh quan tài lập tức quay đầu nhìn sang. Ở bên trong con người không hề có thần thái của người sống, mà chỉ có sự tĩnh mịch nói không nên lời. Mục tiêu của quỷ lần nữa được thay đổi. Ông lão đang mở to hai mắt bên trong quan tài đã trở thành mục tiêu mới. Quan tài màu đỏ đang nhạt dần, thứ đồ quỷ dị mà khủng bố này đang bắt đầu bị xóa bỏ. Nhưng lúc đó, thi thể bên trong quan tài đột ngột giơ tay lên, đặt vào trong thành quan tài, đồng thời chống đỡ thân thể hư thối từ từ ngồi dậy. Cảnh tượng không thể tin một lần nữa xuất hiện. Quan tài màu đỏ đang phai nhạt phai màu, nhanh chóng nghịch chuyển. Vốn dĩ ban đầu nó đã ảm đạm, xám trắng, lại một lần nữa biến thành màu đỏ tươi, sặc sỡ. Giờ đây, cỗ lực lượng linh dị đang ảnh hưởng hết thảy lại bị một cỗ linh dị khủng bố hơn chèn ép. Giờ phút này đừng nói là xóa bỏ cỗ thi thể đang thức tỉnh trong quan tài, thậm chí là ảnh hưởng đến xung quanh, nó cũng đều không làm được. Lạ lẫm, khó chịu, âm lãnh, mất khống chế. Mặc dù cỗ thi thể ông lão này đã thức tỉnh, nhưng mà nó giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời vậy. Động tác chậm chạp, trì trệ, có vẻ không được thuận tiện. Chỉ thực hiện mỗi một động tác ngồi dậy mà nó biểu hiện ra cực kỳ khó khăn, chứ đừng nói đến việc tự do khống chế thân thể. Nhưng đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ của ông lão lại có chút quen thuộc. Đó là ánh mắt của Dương Gian. Hắn dựa vào quỷ ảnh thành công xâm lấn thi thể ông lão, đồng thời mạnh mẽ chiếm lấy quyền khống chế. Quỷ ảnh không thể chịu được quá lâu. Dương Gian cảm giác được quỷ ảnh đang khống chế thi thể ông lão, nhưng mà đồng thời bản thân nó cũng đang bị ăn mòn. Nếu tiếp tục kéo dài mà nói, thậm chí hắn đã bắt đầu cảm giác bản thân không thể nào đi ra ngoài. Gần như không phải là quỷ ảnh đang dùng thân thể ông lão làm bộ phận ghép hình, mà là quỷ ảnh đang trở thành một phần ghép hình của ông lão. Một khi tình huống kia phát sinh, Dương Gian sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Không biết là do bản năng quỷ ảnh quấy phá hay là do Dương Gian đánh cắp được một đoạn ký ức không thuộc về hắn từ cỗ thi thể này. Ngay vừa mới khống chế thi thể, Dương Gian cứ như đã biết rõ làm sao sử dụng thân thể này vậy. Hắn chậm rãi duỗi cánh tay nhàn nhiều, mọc đầy thi ban, sau đó hướng về phía con lệ quỷ cạnh quan tài, khẽ lắc lắc. Cứ như đang muốn nói lời tạm biệt với con lệ quỷ kia, lại giống như đang phát động một loại quy luật giết người khủng bố nào đó. Nhưng con lệ quỷ trước mặt lại giống như là một hình ảnh đã bị xóa bỏ, nhanh chóng biến mất. Loại xóa bỏ này có chút giống với loại xóa bỏ của bà lão, nhưng cũng có chút không giống. Dường như loại xóa bỏ này còn đáng sợ hơn.
nó giống như đang lau một vết bẩn ở trên gương vậy. Cho dù là lệ quỷ cũng không cách nào có thể kháng cự. Quỷ bị xóa bỏ, hiển nhiên là đã biến mất, không để lại dù một chút dấu vết. Đây là lực lượng ngự quỷ nhân đỉnh phong thời kỳ dân quốc sao? Có thể cưỡng ép xóa bỏ dấu vết linh dị. Trong lòng của Dương Gian không khỏi nảy sinh ý nghĩ như vậy. Hắn còn chưa biết được rốt cuộc bên trong thi thể này có bao nhiêu lực lượng linh dị. Hắn chỉ đang dựa vào bản năng của thi thể cùng một ít mảnh vỡ ký ức để xem mèo vẽ hổ mà thôi. Nhưng mà chỉ nhiều đó lại có thể khiến một con lệ quỷ đã thành công xâm lấn đến hiện thực từ môi giới phải biến mất. Dương Gian lợi dụng quỷ ảnh để mượn xác hoàn hồn, mạnh mẽ chiếm lấy thi thể bên trong quan tài màu đỏ, đồng thời cưỡng ép khống chế để thi thể mở mắt tỉnh lại. Giờ khắc này Dương Gian xem như có thể sử dụng lực lượng linh dị của cỗ thi thể trong quãng thời gian ngắn. Mà ngay khi hắn ta thao túng cỗ thi thể này động thổ, cảnh tượng kinh người đã hiện ra. Một con lệ quỷ quanh quan tài lại bị một cái vẫy của cỗ quan tài này cưỡng ép xóa bỏ. Một bà lão quỷ dị cứ thế biến mất sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết nào. Mặc dù con lệ quỷ xâm lấn đến thực tế này cũng không phải là ngọn nguồn, nhưng mà cấp độ khủng bố của nó lại rất cao. Trước đó đám người Dương Gian cũng không có biện pháp nào xử lý nó, chỉ có thể thông qua khởi động mà để tự vệ. Mà hiện tại đối với cỗ thi thể này mà nói, đó chỉ là cái vẫy tay, chênh lệch quá lớn. Giờ phút này Dương Gian cực kỳ kinh dị, giống như thấy được chuyện gì đó không thể tin vậy. Quả nhiên, đối mặt với lệ quỷ cấp độ này, phải dùng nhân vật cùng cấp độ mới có thể chống đỡ. Cảnh tượng như vậy khiến mình có thể nghĩ đến việc xử lý quỷ nô ở bên trong chuyện linh dị, cực kỳ nhẹ nhõm. Rất nhanh, hắn liền đã tỉnh táo. Loại năng lực cấp độ này không phải là của hắn, chỉ là hắn mượn dùng tạm thời mà thôi. Một khi đạt đến giới hạn nào đó, hắn nhất định phải để cho quỷ ảnh rời bỏ cỗ thi thể này, không để ở bên trong cỗ thi thể này lâu được. Giờ phút này, Dương Gian dần dần quen thuộc đối với cách khống chế thi thể của ông lão. Động tác quán không còn cứng nhắc, bắt đầu có thể cử động hoạt động tay chân thân thể. Vịn vào thành quan tài màu đỏ, ông lão với làn da nhăn nheo, mọc đầy thi ban chậm rãi đứng dậy. Thân thể hơi khô gầy của lão ta khẽ lung lay, nhưng mà cuối cùng vẫn có thể đứng vững. Hai con mắt của lão ta đỏ au, chuyển động quỷ dị, nhìn ngó bốn phía, cứ như vị ngự quỷ nhân thần bí từ thời kỳ dân quốc đã chết trong cổ trạch này lại một lần nữa thu hồi quang ảnh phản chiếu. Lại một lần nữa hồi quang phản chiếu, muốn nhìn lại thế giới này, hoàn thành một số việc vặt. Trong đầu Dương Gian lập tức xuất hiện một số đoạn trí nhớ vụn vặt. Đoạn trí nhớ này không phải là cuộc sống của ông lão hay là trí nhớ trước đây, mà chính là trí nhớ theo bản năng của cỗ thân thể này. Ví dụ như động tác tay chân khi sử dụng lực lượng linh dị, hay là một ít nguyền rủa khống chế khủng bố đang ẩn tàng bên trong thân thể này. Ở xung quanh quan tài chỉ còn lại 4 con lệ quỷ. Quỷ cũng không có vì việc Dương Gian mượn xác hoàn hồn tỉnh lại liền rời đi. Nó vẫn như trước, tiếp tục là đến gần, ý đồ xóa bỏ Dương Gian. Trước đó bà lão kia giống như một vực sâu khủng bố, khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Nhưng hiện tại nó đã trở thành một ổ gà, một trò đùa vậy. Năng lực xóa bỏ đã mất hiệu lực. 4 con lệ quỷ tiếp tục đến gần, nhưng không thể khiến cho quan tài màu đỏ phai màu. Dương Gian hóa thành thi thể của ông lão, đứng bên trong quan tài, không hề nhận được bất cứ ảnh hưởng nào. Giống như loại lực lượng linh dị xóa bỏ kia đã bị nguyền rủa khủng bố trên thân thể hao mòn. Loại nguyền rủa này cũng là một loại lực lượng linh dị, vốn dĩ nó cũng là một luyện nguyền rủa chí mạng, nhưng mà lại bị cỗ thi thể này khống chế khi còn sống, trở thành một phần thân thể. Đã đến lúc bà nên biến mất rồi. Hai mắt màu đỏ nhìn chăm chăm vào bà lão kia, sau đó hai cánh tay khẽ giơ lên, vẩy qua vẩy lại, giống như là trì kính vậy. Thân thể bà lão lập tức bị xóa bỏ. Bàn tay khô gầy bẩn thỉu này đưa qua một lượt, thân thể lệ quỷ liền biến mất một mảng lớn. Bàn tay đưa qua lại hai lần, thân thể lệ quỷ biến mất hơn phân nửa. Chỉ mới vẩy tay 4-5 lần, con lệ quỷ thứ hai liền biến mất. Sau khi xóa bỏ con lệ quỷ thứ hai,
Hai con đệ quỷ còn lại đều là những thân hình tàn khuyết, không trọn vẹn. Bởi vì đây chính là bà lão được tạo dựng nhờ xóa bỏ Liễu Thanh Thanh và Lý Dương. Mà bất kể là Liễu Thanh Thanh hay Lý Dương, thân thể bọn họ đều không hoàn chỉnh, cho nên bà lão được tạo ra cũng không hề nguyên vẹn. Con đệ quỷ có uy hiếp lớn nhất đã bị Dương Gian tập trung xử lý trước, nhằm tránh lưu lại hậu hoạn. Nhưng hiện tại Dương Gian dừng tay và vẫn cần phải làm một chuyện khác, đó là khởi động lại toàn bộ khu vực, nghịch chuyển tất cả. Hiện tại không thể do dự thêm, trực tiếp mở ra quỷ vực. Đây không phải là lực lượng linh dị của thân thể, mà chính là lực lượng mắt quỷ, là lực lượng thuộc về Dương Gian. Giờ khắc này 8 con mắt quỷ đồng loạt mở ra, đồng thời chồng chất vào nhau, khai quật ra 6 tầng, khai quật ra tầng sâu nhất, tạo thành một cỗ lực lượng linh dị đáng sợ. Bên trong quan tài lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ mãnh liệt. Ánh sáng màu đỏ cực kỳ nồng đậm này khuếch tán ra xung quanh, mà tốc độ khuếch tán của nó rất nhanh, có chút giống như là bị mất khống chế vậy. Lực lượng linh dị ào ạt lao ra ngoài, không chịu giảng đạo lý, hoàn toàn không cảm nhận được mắt quỷ khôi phục. Đây không phải do chính mình đang áp chế mắt quỷ, mà là nhờ vào cỗ thi thể này áp chế nó. Dương Gian cảm giác được mắt quỷ vẫn cực kỳ bình tĩnh, không hề có dao động muốn khôi phục lại. Phải biết lúc này hắn đang mở ra 8 tầng quỷ vực, cái này đã là cực hạn của sự khôi phục. Lúc trước dù quỷ ảnh đã triệt để chết máy, hắn cũng không dám đụng vào tầng cấm kỵ này, sợ nó đảo khách thành chủ. Mắt quỷ khôi phục, bản thân lại biến thành một phần ghép hình của mắt quỷ. Nếu đã như vậy, cũng không cần thiết phải tiếp tục do dự. Trong lòng Dương Gian càng thêm buông lỏng, hắn không kiêng nể, không sử dụng 8 tầng quỷ vực. Hắn bắt lấy cơ hội nghìn năm có một này để tìm hiểu xem cực hạn của bản thân nằm ở đâu. Quỷ vực màu đỏ cắn nuốt hết con đường đất nhỏ, nuốt luôn khu rừng bên cạnh, thậm chí còn cắn nuốt cả tòa cổ trạch ở phía xa xa. Phạm vi của nó cứ như là không hề có giới hạn vậy, đang không ngừng mở rộng, dường như bất cứ chỗ nào ánh mắt đều có thể nhìn đến. Đây là phạm vi khởi động lại. Nhưng phạm vi quỷ vực vàng lớn, càng dễ kích thích mắt quỷ khôi phục. Đây là điều chắc chắn. Mà bên trong phạm vi của tầng quỷ vực thứ 8, tất cả mọi thứ đều không giống nhau. Mặc dù cảnh vật xung quanh không có bất cứ sự thay đổi nào, nhưng hắn lại nhìn thời gian ở bên trên màn hình của chiếc điện thoại di động còn sót lại đang không ngừng giảm. Không sai, mọi việc giống như suy đoán trước đó của mình. Quỷ vực tầng thứ 7 chỉ ảnh hưởng đến bản thân, để thân thể mình khởi động lại. Nhưng khi mở ra quỷ vực tầng 8, mình có thể ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh, khởi động lại toàn bộ. Chỉ là không biết mình có thể để cho lệ quỷ khởi động lại theo hay không. Dương Gian đang chú ý quan sát mọi thứ. Hắn phát hiện con đệ quỷ bén mượn dùng thi thể xóa bỏ không hề xuất hiện vì kích hoạt khởi động lại, cũng không biết nguyên nhân vì sao. Tương tự, cây trường thương đứt nẻ ở bên cạnh cũng không biết, cũng không bị khởi động lại ảnh hưởng. Thanh xài đao, đình đóng quan tài cùng với thân thương bằng vàng cũng không khởi động theo. 8 tầng quỷ vực không thể nào ảnh hưởng đến cây trường thương. Tuy nhiên, chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu quán. Nhưng mà sau đó Dương Gian liền phát hiện thi thể quán đột nhiên cử động, giống như nó khởi động lại bị ảnh hưởng. Ngoài trừ cái đó ra, quỷ ảnh quán dường như là muốn rời khỏi thi thể ông lão, muốn đi ra quan tài, lần nữa trở về thân thể. Mình bị khởi động lại ảnh hưởng sao? Không, mình không thể khởi động lại bản thân. Mình muốn duy trì cái trạng thái này. Dương Gian hiểu rõ, hắn đang nghịch chuyển hết thầy, nhưng bản thân cũng phải trở về trạng thái trước đó. Nhưng lúc này hắn mới là người đang khống chế mọi thứ. Hắn có thể đưa bản thân đến tầng quỷ vực thứ 5, né tránh sự ảnh hưởng khởi động lại. Đây chính là chỗ không giảng đạo lý của lực lượng linh dị. Dương Gian có thể khởi động lại những chỗ khác, nhưng lực lượng linh dị khác nhưng lại có thể tránh cho bản thân bị khởi động lại. Thi thể hắn đưa vào trong quỷ vực tầng thứ 5, không tiến vào tầng thứ 8, nên không nằm trong phạm vi khởi động lại. Bởi vậy xung quanh đang biến hóa, nhưng chỉ có Dương Gian cùng ông lão đang đứng bên trong quan tài là không thay đổi. Như vậy mới gọi là ổn thỏa nhất. Nếu bản thân hắn cũng xuất hiện khởi động lại,
Ngoại trừ ở trong đầu Dương Gian đột nhiên nhiều ra một đoạn trí nhớ tương lai ra, mọi thứ đều không có gì thay đổi. Khi đó hiệu quả hành động này sẽ giảm đi rất nhiều, không thu hoạch được bao nhiêu ưu thế. Nếu hắn đã muốn khống chế quá khứ, vậy cũng cần phải nghịch chuyển cả tương lai. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.